Mến chào toàn thể tất cả bà con cô chú anh chị trên đường lai của Thợ Nhân. Chúc tất cả bà con cô chú anh chị có một ngày thật là vui vẻ và an lành hạnh phúc. Em chào anh Quyết Thắng nha. Em chào anh. Chào Yến Huỳnh. Chào tất cả bà con cô bác. Luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và thanh tâm an lạc mỗi ngày nha. Chào chị đẹp ngày mới vui vẻ. Chào Huyền Trang. Chào cả nhà. Hôm nay vẫn còn bệnh cả nhà ơi. Vẫn còn chưa hết bệnh. Bị khan tiếng rồi Yến Quỳnh ơi. Bị khan tiếng nhưng không sao. Cảm ơn tất cả bà con cô bác anh chị rất là nhiều. Hôm nay chương trình diễn đàn của Thợ Nhân á đã có rất nhiều cái câu chuyện để muốn nói với tất cả quý cô chú anh chị. Một câu chuyện Thích Tuệ Hải tu mà ăn gì. Hello, em chào anh. Thích Tuệ Hải tu mà ông ta ăn gì? Và ông ta đã từng sống với bao nhiêu cô gái ở trong chùa. Và cái câu chuyện thứ hai, em chào anh Quách Chánh nha. Cái câu chuyện nữa là Thích Tâm Phúc được kháng án thành công, là chuẩn bị tới cái phút sơ thẩm không phải không, rồi chuẩn bị tới kháng án để đưa lên Ủy ban dân thành phố thử coi như thế nào và kháng án ra sao, và những người trong gia đình của thầy Phúc nói gì. Và câu chuyện tiếp tục nữa là câu chuyện của mấy Thích Chân Quang đã bị bị công an bắt tạm giam, và những người Phật tử ở chùa Phật Quang nói gì. Và câu chuyện cuối cùng, và hai câu chuyện cuối cùng, mà câu chuyện này cũng sơ sơ thôi, Thích Nhật Từ chuẩn bị chạy làng, nếu là gọi là xin từ chức đó, giáo hội Phật giáo đó, phải ra giáo hội giáo đi xin hoàn tục đó. Và câu chuyện cuối cùng của nàng Bông Hậu hôm nay sẽ diễn biến và xảy ra những câu chuyện gì. Câu chuyện hôm nay trên diễn đàn của Thợ Nhân rất là thú vị. Trước tiên xin chân thành cảm ơn bà con cô bác anh chị rất là nhiều đến với diễn đàn của Thợ Nhân. Chúc bà con cô bác anh chị luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và thanh tâm an lạc. Cả nhà ơi, hãy chia sẻ cho Thợ Nhân, và cả nhà có thể bấm vào cái màn hình cho Thợ Nhân để có cái lực tương tác, để em bị mất cái tương tác. Hôm nay cái tâm trạng vẫn còn mệt, nhưng mà cố gắng nói chuyện để cho đổ mồ hôi. Bà Bông Hậu bị bế rồi. Thì trước tiên đi vào cái câu chuyện, thì quý vị có thể cho Thợ Nhân biết âm thanh và ánh sáng trên cái đường live Thợ Nhân có ổn hay chưa. Nếu có ổn thì bà con có thể cho Thợ Nhân biết cái tín hiệu. Ổn thì bắt đầu vào cái câu chuyện. Hãy gõ vào màn hình cho em cả nhà yêu ơi. Gõ vào màn hình. Tôi đã nói rồi mà cứ cãi tôi cho cố lên. Ở đời này nó ngộ đó quý vị. Dạ, cảm ơn bà con cô bác anh chị rất là nhiều. Cái gì cũng vậy, mình làm cái gì đầu tiên đó là cái gì? Là cái kết quả. Cái kết quả nó vui lắm đúng không? Nhưng mà cái cuối cùng của cuộc đời của mình trở thành cái hậu quả. Thì những cái hậu quả đó, nếu ai lường trước được thì chắc cái chắn không ai làm những cái việc chuyện đó đúng không quý vị? Cũng giống như cái câu chuyện của thằng Thích Tuệ Hải. Em xin thưa với bà con cô bác, em có thể xưng dùng cái từ để mày tao với cho cái thằng Thích Tuệ Hải này, Thích Tuệ Bạc này, để gọi là dùng từ là thằng Thích Tuệ Bạc. Vì nó không đủ tư cách là một nhà sư. Thứ nhất á, nó từng sống chung chạ với cô Nga, nó từng là vợ chồng với cô Nga. Cô Nga đó là một cái Phật tử trong chùa mà cô ta đã từng gầy dựng ở ngôi chùa đó cách đây 16 năm. Thì cái cô Nga này, cổ đã kể tất cả những cái tình tiết là đã từng đi khách sạn và từng ở quan hệ vợ chồng rất là nhiều năm với cái thằng Thích Tuệ Hải này. Nó chối tội hết cả quý vị. Mà cái điều đặc biệt ở đây, đố quý vị thằng Thích Tuệ Hải nó ăn cái gì? Thứ nhất á, nó ăn chay mà nó lại ăn chim, vậy là nó ăn gái chứ nó không có ăn chay. Nó ăn mặn hết, nhưng mà cái thằng này đặc biệt, nó nghiện nhậu quá trời luôn. Nó ăn nhậu trác tán, ngày nào nó cũng nhậu hết trơn. Nhậu nè, thịt bò nè, nói chung là nó đủ thứ chứ nó phạm giới, nó phạm trong cái giới luật. Cho nên tôi yêu cầu giáo hội Phật giáo
yêu cầu Giáo hội Phật giáo Trung ương, Giáo hội Phật giáo Trung ương 2, những người nào có thẩm quyền để rà soát Bộ Nội vụ, hãy vào cuộc để điều tra cái chùa Hương Long, thử xem những gì cô Nga tố giác có đúng hay sai, thì hãy lên án cô Nga. Là cái thằng này thực chất nó ăn mặn chứ không ăn chay, nghe quý vị. Thành thử tôi tin lời thầy tôi nói, tôi tin lời thầy Phúc tôi nói, thầy Thích Tâm Phúc tôi nói chị quá chính xác. Ta tuyên bố vậy đó, ở đây thằng nào tu ăn chay, không thằng nào tu ăn chay chứ đừng có hòng mà ăn chay. Tôi tin thầy Phúc tôi. Này em nghe giọng nói chị khỏe hả chị? Cái giọng nói thì cũng đỡ rồi, nhưng mà nó vẫn còn mệt. Tuy nhiên mà không sao đâu, tôi nghe. Thì đây là một cái tội ác của những người làm sai trong cái đang vi phạm trong cái luật giới của đạo hạnh, gọi là trong cái đạo pháp, đang không giữ giới trong cái đi đến con đường từ bi được gọi là đạo Phật, không giữ giới. Nếu không giữ giới như thế này thì chắc chắn sẽ là một kết quả rồi. Kết quả này tôi mong rằng bà con cô bác Phật tử trong và ngoài nước, những người nào họ muốn đi tu và nhìn nhận cái thằng Thích Tệ Hải này, cái thằng Thích Chân Quang này và tất cả những thằng sàm sư khác, để cho biết rằng, cho thấy rằng cái pháp môn này không phải là tu để trốn tránh cái trách nhiệm vô chùa, để bỏ công việc của mình, lười công việc không biết đi làm kiếm tiền, mà để đi vô đó mục đích để lừa đảo muôn vàn chúng sanh. Và tất cả các Phật tử cùng nhau để nắm tay nhau để cổ xí cho những thành hành vi tàn nhẫn, tàn ác, độc ác của mấy thằng sàm sư. Đó là tội ác của Phật tử, đó là tội ác của Phật tử rất là nhiều. Còn có một số Phật tử sau khi đã, một số Phật tử họ không biết, họ đi đến chùa không biết, sau khi họ biết sự thật rồi họ bỏ chùa. Còn có những số Phật tử đã biết điều đó nhưng một cái hành vi cố tình để làm sai, để cố tình để cổ suý cho những hành vi tàn độc của những cái gã thằng ác đăng đó. Em cảm ơn anh. Thì tôi xin thưa toàn thể quý vị, cái tội này là xử ai? Những cái ngôi chùa này chứ. Bây giờ các anh, các ông đừng có té nước thêm mưa. Nghe tất cả người dân họ tố giác thì hãy đi đến xem xét tình hình như thế nào. Đừng có nghe người này nói rồi các anh tiếp tay cho một cái tội ác rất là tàn nhẫn. Mà nói thật quý vị, không phải nó chỉ quan hệ với cô Nga, nó còn quan hệ rất nhiều người. Mà mỗi khi đi khách sạn đó, cô Nga kể là cái điều thứ nhất, nó đi khách sạn với tất cả Phật tử thì điều thứ nhất là Phật tử là người đưa giấy chứng minh, chứ nó không đưa giấy chứng minh nha. Nếu đi với cô Nga là cô Nga là người đưa giấy chứng minh. Nó mặc cái áo ba lì xì, nó ẩn giấu, nó bịt mặt, không ai biết, nó đội cái nón kết, không ai biết nó là thằng sư. Thành thử ở đây những người cùng nhau để làm một cái tội ác cho những cái thằng thầy như vậy. Tôi nói thật quý vị, nếu một con người đi tu đi, giống như tôi nói, thật sự ra không có giữ cái giới luật đi, giống như thầy Thích Minh Tuệ, ngày ấy đi tu đó mà ai chạm tới thầy đâu có được, đúng không? Tại vì cái bản năng của mình là cái thằng háo sắc, cái thằng mê gái, cái thằng mê gái rồi. Có thể tu là trong cái pháp môn quỷ ma yêu thuật nó phá rất là nhiều, quan trọng là tâm mình phải tịnh chứ. Tâm mình không tỉnh thì ở đây mình đổ thừa cho ai? Thích Trung Quang bị bắt. Thích Trung Quang đã bị bắt và báo chính thống đã lên rồi quý vị. Thì có một số Phật tử của Thích Trung Quang á, nói là nào là cái con Lê Thị Miễn nó về để nó đứng ra nó làm chứng. Làm người không làm, tại sao làm chứng vậy, sao ngu vậy với trời? Mà trong khi Bộ Nội vụ họ vào họ làm việc, trong khi Bộ Công an họ làm việc thì đâu phải cái chuyện đơn giản người ta tạm giam mình. Hiểu chưa? Ở đây tôi nói không có một cái Phật tử nào u mê đến mức độ mà trong cái thời mạt pháp này hết. Đó, u mê đó. Giống như cái thằng Thích Tuệ Hải, quý vị thấy không? Nó khốn nạn lắm. Nó ăn mà Phật tử nấu đồ mặn, trong khi biết ở trong chùa, đã là trong chùa mà biết ăn đồ mặn mà không tố giác cho nó. Những người Phật tử sau này bây giờ cũng không tố giác cái tội ác của nó. Bây giờ đã tố giác cái tội ác thì xin thưa quý vị, xin thưa cộng đồng, xin thưa hết toàn bộ tất cả bà con cô bác, cộng đồng trên toàn thế giới là người Việt Nam, nếu mà đạo Phật, thì hãy cùng nhau đi bài trừ. Đây là một tệ nạn xã hội nha quý vị. Đây là một tệ nạn xã hội chứ không phải là chuyện đơn giản. Một cái tệ nạn này cực kỳ là nguy hiểm,
cực kỳ là nguy hiểm. Thì yêu cầu bà con cô bác mọi người cùng nhau đóng góp nhau một chút xíu ý kiến để đưa những bọn sàm tăng về đến những cái bờ bến của nó. Đừng để cho nó hại muôn vạn chúng sanh. Ngày hôm nay chúng ta cổ xí cho nó hơn ngày hôm nay. Ngày mốt tới con tới cháu mình. Ngày hôm nay là người ta đó. Ngày sau rồi tới con tới cháu của mình. Được, quý vị nghĩ như thế nào? Những cái thằng này mà để nó nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế này thì thật sự bản thân của em cũng giống như các bạn cùng chung cái chứng kiến với em, không cam tâm. Nay nó hại được cô Nga, nay nó hại được tất cả Phật tử, thì một ngày nào con cháu của mình, thế hệ của mình sẽ dướng vào tay của lũ tụi nó. Cái thằng này nó không học hành gì hết. Cái thằng Tuệ Hải này cũng giống y thằng Thích Chân Quang. Nó không được học hành gì hết. Nó được lên đó, nó ngồi lên, nó thuyết pháp, nó hút máu của những người dân, lợi dụng cái niềm tin của tất cả muôn vạn chúng sanh. Nó đi trục lợi, nó lấy tiền của tất cả chúng sanh, mà nó đi làm cái của riêng của nó. Tôi xin thưa quý vị, quý vị suy nghĩ những cái sự sâu lắng đi. Quý vị có cảm thấy có bức xúc hay không? Quý vị đừng có nghĩ là đây là không phải là cái chuyện của em. Nhưng đây là em là cái sống công dân của đất nước Việt Nam. Em có nghĩa vụ, có trách nhiệm bài trừ những cái tệ nạn. Tuy nhiên em không phải là ai hết cả, nhưng em là người tham gia ở cộng đồng mạng. Một tiếng nói nhỏ của em cũng có thể đóng góp một cái phần có ích cho xã hội. Em mong rằng tất cả bà con cô bác, nếu là người yêu thương trong cái chánh pháp, cũng giống như yêu thương cái văn hóa của những người biết tu tập, biết tìm con đường chân lý và chánh pháp, hãy bài trừ những cái tệ nạn của những thằng sàm sư này. Đừng để cho nó múa rìu qua mắt thợ. Đừng để cho nó làm cổ xí ngu si cho một xã hội này. Ở dưới đâu coi thử ơi. Đâu ta? Có không? Đây hả? Không không, hình như là như mẹ để trên đầu tủ lạnh. Phải không? Hay là đâu tủ lạnh á, đâu tủ lạnh á. Anh cũng muốn nói với em nhưng không biết. Dạ, em cảm ơn anh Kim Hải. Coi lại coi, ở trên bếp ở trên bàn cái gì? Thật sự ra em rất là mệt quý vị, em rất là mệt. Nhưng vì không phải em không phải là gì muốn tiêu diệt sàm tăng. Em không muốn tiêu diệt. Em muốn cho nó quay lại con đường chánh pháp để làm cho tất cả chúng sanh được tiến hóa. Chứ không để cho cái bọn sàm tăng này càng ngày càng lộng hành ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Cũng giống như lộng hành mà bán rẻ đi cái chánh pháp để cho cả thế giới và tất cả những cái tôn giáo khác họ nhìn vào cái đạo Phật, họ nhìn như thế nào trong cái chánh pháp này. Quý vị thấy không? Một cái sự thành công lớn nhất trong đạo Công giáo là gì? Luôn đương được chân lý, tìm con đường chánh pháp mà luôn luôn tán thán thầy Thích Minh Tuệ. Còn giống như mấy thằng sàm sư này như nào, nếu thật sự nó yêu thương chánh pháp thì nó bảo vệ, nó lại ca ngợi ngài Thích Minh Tuệ rồi. Thằng này nó không có quý vị. Nó tìm bất cứ cái điều kiện gì, hễ sơ hở gì, nó nói cho Phật tử của chúng nó nghe là thầy Thích Minh Tuệ không phải là người tu thật, nó là người tu thật. Đây là một cái hành vi cổ xí cho cái tội Phật tử ngu dốt đó, để xem thường một con người đi theo con đường chánh pháp, để xem thường tăng, tức là chánh tăng, không biết quy y tăng mà đi nói xấu tăng, là tức là nói xấu ngài Thích Minh Tuệ. Để cho một lũ Phật tử vô minh mà đang ngồi ở dưới mà nghe nó thuyết giảng những cái điều không đâu vào đâu cả. Xin thưa toàn thể quý vị, em có thể dùng những cái ngôn từ có thể miệt thị và khó nghe với tất cả những anh chị em đang ngồi ở đây, nhưng những cái dùng cái từ đó em cảm thấy chưa đã cái nư để cho tất cả những cái bọn sàm sư đó nữa quý vị ạ. Còn quý vị có chửi em có thể bỏ qua hết. Những cái thằng sư đó nó không chửi em, nhưng nó làm ngu dân, nó làm ngu cho một đất nước, nó làm ngu cho một cái dân tộc, làm ngu cho những người họ ngu rồi, họ ngu tới cái đời mình, họ ngu tới cái đời con cháu họ nữa. Thì các anh các chị có ghét em cũng được,
Còn nói về tội với cái thằng này thì chắc chắn em sẽ không có tội với cái lũ này. Em không có lỗi với cái lũ này. Bà con cô bác biết không? Nó tu, nó vô, nó ngồi nó tu. Nó ngồi nó chiếm trời. Cái phòng của nó ngủ có Phật tử vô dọn cho nó, mua từng miếng ra niệm cho nó. Quý vị so sánh là như Ngài Thích Minh Tuệ không? Thầy Thích Minh Tuệ ngủ ngồi, ăn bẩn, ở bừa, nhưng mà trong tâm địa của Ngài ấy rất là thanh cao và lương thiện. Còn những thằng ăn sạch, ở sạch, ở trong phòng máy lạnh, nhưng chúng bay là một cái lũ dơ bẩn, một cái lũ bọ sát ở xã hội này, đi hút máu cả những người vô minh, tìm cách những người vô minh để lấy tiền cho những người vô minh, để cung phụng cho chính bản thân mình, cho cả họ hàng của mình. Cái lương tâm của mấy ông có cảm thấy vui hay không? Có cảm thấy hài lòng hay không? Cha mẹ ở nhà thì ăn ngủ dưới đất, nằm dưới đất, còn nó thì được ngủ vậy. Anh cũng theo Đạo Phật nhưng không bao giờ nghe những gì Sành Tăng nói. Tại vì anh là người sáng suốt và minh triết, anh Hải à. Còn những người họ vô minh, họ nghĩ á, là gặp mấy thằng sư đó, chắc chắn một điều, chắc mình giàu, chắc mình được có nhiều thứ, chắc mình được có nhiều tiền. Mấy thằng sư này giống như biến thành nó là một cái thánh nhân gì đó. Nó không phải là thánh nhân, nhưng mà nó là một cái tiểu nhân. Hèn hạ nó tiểu nhân cho nên nó mới ghét. Nó ghét ai với bị biết không? Nó tiểu nhân nó mới ghét Ngài Thích Minh Tuệ. Nếu một người đại anh hùng thì họ đâu có ghét những cái đồng môn của mình, trừ cấp bậc những hạ lưu tiểu nhân mới đi ghét những cái đồng môn của mình thôi. Cái cấp bậc hạ lưu và tiểu nhân đó, nó đi nó xem thường người khác, nó cho nó là một vị thánh nhân, mà trong khi người ta chưa có làm gì hết. Thì quý vị thấy đi, đó là thằng Thích Tệ Hại. Nó hoàn toàn nó ăn mặn không, nó không ăn chay, nó không ăn chay bất cứ cái gì hết trơn nha quý vị. Cho nên quý vị đừng có hiểu lầm là mấy thằng thầy chùa quốc danh ngày hôm nay nói là thằng ăn chay trường, nó chỉ là thằng ăn mặn thôi. Mà trong khi mà cái luật mà đưa ra, toàn bộ là cái luật chúng nó đưa ra thôi, rằm phải ăn chay, phải báo hiếu dân dân dân, mà luật nó đưa ra, mà chính chúng nó là cái thằng phạm luật, nó phạm luật trong cái giới đó. Em, đó là cái lũ quỷ đội lớp người. Nó không phải là con người tồn tại ở một đất nước này. Hãy loại trừ nó, một lũ ma tăng, một cái lũ bạo chúa, một cái lũ ma tăng. Tại vì quý vị thấy không, nó ăn không được rồi chuẩn bị nó nhảy nè. Bắt đầu nó nhảy đi nè nha, nó nhảy đi nè. Cho nên ở đây tôi yêu cầu giáo hội Phật giáo làm cho cái thằng Thích Tuệ Hải này y như thằng Thích Vinh Quang. Thằng Thích Tuệ Hải này nói với thằng Thích Vinh Quang không khác nhau cái gì hết cả. Hầu như nó học chung trường, thằng nào cũng có bằng cấp giống nhau mà toàn bằng mua không. Cái thằng Thích Tuệ Hải này nó cũng chả có bằng cấp gì hết. Tôi tuyên bố với quý vị, yêu cầu mà Bộ Nội vụ, Công an vào cuộc. Tôi không cần giáo hội Phật giáo vô cuộc. Còn nếu không, tất cả các em YouTuber và tất cả chúng sanh, những người bị nó lừa gạt và lợi dụng sẽ vào cuộc, sẽ điều tra. Còn nếu các ông nói các ông không có nghĩa vụ và trách nhiệm giáo hội đi, để tất cả muôn vạn chúng sanh tôi xử lý cho. Tại vì ở đây chúng tôi yêu cầu giáo hội Phật giáo là gì? Là tôn trọng người lớn để vào cuộc để điều tra. Chứ tôi thấy các ông, tôi biết kêu các ông chứ các ông không có làm được công khỉ gì đâu. Chào chị yêu chúc. Ok, cảm ơn. Sao cơ quan chức năng không vào cuộc điều tra? Tại vì cơ quan chức năng nó không liên quan với giáo hội Phật giáo. Chừng nào giáo hội Phật giáo, ví dụ giáo hội Phật giáo giống như cái thằng Thích Chân Cu, yêu cầu thằng Thích này, thằng Thích Chân Cu này nó không phải là người giáo hội Phật giáo thì Bộ Công an mới vào cuộc. Tại vì nếu tất cả nói là người trong giáo hội Phật giáo thì Công an, Bộ Công an họ không vào cuộc. Chỉ có Bộ Nội vụ thôi, có quyền là Bộ Nội vụ thôi, phụ nữ công thôi, chứ ngoài ra không ai có quyền hết cả quý vị. Tại vì Công an chừng nào mà tước cái quyền của nó, giống như nó không có còn thích nữa mới vô mới xử nó được. Cái kiểu nó như vậy đó. Chứ Công an không có vào cuộc mà điều tra như vậy. Sao cơ quan chừng nào, ví dụ nó đụng chạm tới một cái gì, ví dụ nó có giết người hay mua xác hay bất cứ một cái gì đó, thì Công an sẽ vào cuộc. Hay là nó lừa đảo, thì cái này cái hành vi cũng lừa đảo nên mà tôi không thấy Công an vào cuộc. Đó, nó quỷ nó đòi lớp người. Còn thằng ở chùa Ba Vàng, còn thằng đó nữa. Ngu mười của Phật từ lâu, ngu muội. Rất nhiều Phật tử đã bị chúng lừa đảo. Nếu cái câu chuyện của thằng Thích Tệ Hại, thằng Thích Trong Quang mà lên tiếng đi, cũng vẫn còn một cái số mấy má lớn tuổi già mà vẫn còn u mê lắm.
vẫn còn ngu, vẫn còn bảo vệ lắm mấy vị. Đó là những cái sự việc nó rõ như ban ngày, dán bài nó lật ngửa vậy đó. Nhưng mà nó vẫn chưa có chấp nhận, chưa có nghe, chưa có chấp nhận nghe, chưa chịu. Quý vị thấy đi, nó chưa chịu, nó chưa có đồng ý đó. Nó nói ở đây mình nói quan cái Phật tử nè. Tôi nói thật với bà con nè, mắc cái cha gì mà nói quan cho mấy thằng bay để làm cái con mẹ gì. Mấy thằng bay nói quan cho mày, bởi tao ngồi tao nói quan cho mấy thằng mày lên, ngày tao kiếm được vài chục triệu tao ăn, còn còn tao nói quan nó uổng. Ngày tao nói là nước của tao tao vẫn còn uống nữa, chứ đừng nó chưa chưa có ai cho mình ly nước uống nữa, chứ đừng có nói ở đó mà nói quan nó uổng mấy thằng bay. Tại vì tao vì chúng sanh. Thôi chứ mấy thằng bay là cái thá gì mà lên ngồi nói quan nó uổng mấy bay. Đánh mấy thằng bay ra được cái con mẹ gì.